Trường Anh Ô Tô xin gửi lời chào thân thương đến toàn thể tất cả các cô chú anh chị đang có mặt trên kênh YouTube nha. Một lời nói và một lời chúc sức khỏe thân thương nhất. Hôm nay em vừa về một mẫu xe Kia nè, Soluto 2020, cô chú anh chị có tin không ạ? Xe một đời chính chủ chạy chuẩn 13.000. Đây anh em, hàng cọp nha. Cọp trên từng con cọp bà con ạ. Sơn rin em này phụ cả con. Biểu tượng của Kia Soluto là bản Deluxe nha. Cảm biến phía sau 49E31185. Vỏ xe cua chưa hè và bốn đát vỏ đi theo xe luôn. Xin mời anh chị trải nghiệm này. Đây bốn đát vỏ nè. Anh em coi nhé. Đây anh em. Tuần 2 2020 nè, bốn đát vỏ là bốn đát vỏ mới 90% luôn. Mâm đúc nguyên bản của dòng Kia Sorento. Em này máy số 7 màu luôn anh chị ạ. À. Đẹp lắm. Không một vết trời trên chiếc xe. Mẫu sedan hai đầu. Số tự động 1.4 đâu đó chạy lăn quanh cho bà con cô bác nằm tầm 6 lít thôi. 6-7 lít quay đầu hết cỡ. Hai cụm đèn phía trước là mới tinh, nguyên bản hết từ A đến Z. Chạy đúng chuẩn cho cô chú anh chị 13.000 nha. Bao cô chú anh chị test hãng luôn. Sơn rin phủ cả con nha cô chú anh chị. Xe này là một đời chính chủ giáo viên đang sử dụng luôn. Nữ đang chạy xe này đây anh em. Hai cụm đèn mới tinh. Kết hợp chúng ta sẽ có đèn ban ngày, đèn gầm đầy đủ các tính năng rồi. Và đây cái mặt nạ phía trước của dòng Kia đã được mạ toàn bộ chrome nè. Logo của Kia nè cô chú anh chị. Đẹp không anh em? Xe này xuất sắc rồi. Form dáng đẹp chuẩn chu nha anh em nha. Toàn bộ hệ thống kính chắn gió của em nó là kính rin hết nguyên bản. Dán toàn bộ hệ thống phim cách nhiệt. Đăng kiểm tháng 2 năm 2024 luôn. Anh chị coi trên phần kính là không một tí gọi là trời xước ở trên kính nha. Anh chị chạy 13.000, anh chị coi nhìn cái nội thất nè. Và đây, cái thứ hai bà con coi cái vô lăng nè. Vô lăng 13.000, anh chị nhìn kỹ nha. Đẹp không? Quá đẹp luôn, 13.172 km nha cô chú anh chị. Và đây là số nè. Ở đây chúng ta sẽ có 3 cấp chế độ chạy nha. Trang bị là hai túi khí bên phụ bên tài. Sơn rin nói chung phủ từ trong ra ngoài, từ nách cửa luôn. Anh chị coi nè. Đẹp không? Và đây nè, biểu tượng của Thaco thảm. Thảm lót sàn. Rồi thất option ở phía sau. 5 chỗ ngồi rộng rãi nha anh em. Mẫu này đi tiết kiệm lắm. Lanh quanh 6-7 lít quay đầu cho anh em à. Xe như xe mới, chủ nhà không chạy luôn. Ghế, băng ghế phía sau hầu như là không có người ngồi. Từ phần chốt đẹp như thế này nè, sơn rin nè anh chị nè. Sơn rin phủ từ trong ra ngoài hết từ ghế đến né. Bà con cô bác không tin, bà con cô bác tới đây, bà con cô bác coi chiếc xe đi. Bà con cô bác gọi thợ đồng sơn tới đây. Bà con kiểm chứng cái lời Trần Anh nói đúng không. Trần Anh xin nhắc lại nha, sơn rin phủ toàn bộ nha cô chú anh chị. Cục máy đẹp lắm, xin mời anh chị trải nghiệm vô phần cục máy nè. Giá xe này Trần Anh, bên Trần Anh lấy hơi cao rồi anh em ạ. À. Một cái xe chất mắc hơn 50 triệu là chơi hết anh em. Đó, chạy 13.000, 172 km nè. Trợ lực em này rất là nhẹ cô chú anh chị nè. Vô lăng nè, vô lăng mới như thế này nè, anh em coi nè. Không một tí gọi là tì vết luôn. Và đây chúng ta sẽ có chỉnh đèn sáng tối, hệ thống gương chỉnh điện. Tất cả các tính năng và hệ thống gương cụp mở. Nha anh em nha. Trang bị một cái màn hình nè. Cụm điều hòa tự động, mở phát có lạnh. Bàn phím lấy gió trong gió ngoài nè. Kéo kính xuống nè anh chị nè. Rất là thông minh ở trên đây nè. Ở biểu tượng của Kia Soluto. Đây chúng ta sẽ có cẩu tẩu sạc USB nè, AOS nè. Sạc 12V nè cô chú anh chị. Đây là sạc truyền thống nha. Anh em coi nè. Táp lô táp bi mới lắm. Anh em trải nghiệm vô phần máy nha. Cục máy là bao chất nè. Bao chất nè. Coi cái chiếc xe 13.000 anh chị coi nha. Đây nè. Đó, từ cái cần thắng tay nè, anh chị con cỡ này nè. Ghế nè, ghế là nguyên bản của hãng hết từ ra đến nay á. Đẹp không anh em, sạch không? Nó xe vậy mới gọi là xe chứ. Xe này thì bà con đừng hỏi cho anh xe có cứng lỗ gì không nha. Bên em bao hết cho, bao anh chị test hãng luôn còn kịp. Chạy chuẩn 13.000 nha anh em nha. Đó cho anh nhắc lại luôn. Keo chỉ nè, nguyên bản hết, bỏng này khỏi có keo chỉ. Chủ nhà đi cực kỳ ít luôn, vỏ xe cua chưa hè nè. Bốn đát vỏ theo xe và vỏ xe cua chưa hè nha cô chú anh chị. Còn đẹp lắm, bà con coi kỹ nha. Anh chị coi phần cốp là mới không? Mới như xe hãng rồi đó. Máy rin số rin. Không cứng, không lỗi, không ngập nước. Đó là mẫu sedan hai đầu, rất là tiết kiệm nhiên liệu cho anh em. Kể cả anh em đi 5 người vận hành trên mẫu này thì tuyệt vời. Rất là tuyệt vời nha cô chú anh chị. Đập vô mắt bà con, trước tiên là cụm đèn halogen chiếu sáng nè. Kết hợp đây chúng ta sẽ có đèn đi ban ngày nè. Kết hợp chúng ta thì chúng ta sẽ đèn gầm. Đầy đủ chưa? Một chiếc xe thật là hoàn hảo luôn. Quá đẹp trong một cuộc tình.
người đẹp và siêu xe bà con ạ. Nói chung là bán mấy cái mẫu xe này cho bà con thì phải có thương hiệu được nha. Càng bán xe tầm giá tiền tầm trung, phân khúc B, phân khúc C, D trở lên thì phải có thương hiệu được. Đây anh em nè, đinh bấm nè, đinh bấm nguyên bản của dòng Sorento cho nó cabo nè, keo nè, hệ thống keo chỉ hầu như là nguyên bản hết, không có dấu hiệu là dặm tút sơn nha cô chú anh chị nha. Anh chị coi nè, đẹp chưa, tán nắp cabo còn chưa mở nè đó. Và đây nè, tán nắp cabo là nguyên bản, nguyên riêng, nguyên thủy hết, keo cột nè. Đây là cục máy 7 màu nè, anh chị coi nè đó, phấn 7 màu nguyên bản của em Sorento, hệ thống keo rin nha, keo rin nguyên hết, bốn máy nhỏ gọn thôi, xài toàn bộ hệ thống IC nè. Đây là bed full nè, toàn bộ hệ thống bed full hết toàn bộ. Đây anh em nè, đó từng cái hệ thống đường nước coi như là theo xe nè anh chị, số má 7 màu luôn. Em này thì chất rồi. Bà con mua mấy mẫu xe này thì bà con ai mà bà con có gia đình đó mà gọi là thân thiết mà rành về xe đó, thì Trường Anh khuyên bà con lên tới trực tiếp cho anh em biết về xe, về đồng, về sơn, lên đây coi coi đúng clip Trường Anh tải không nha anh em nhá. Đẹp lắm nè anh em, đẹp như thế này anh em ạ. Cục máy sáng trưng, cục máy 7 màu luôn. Đây đây là dàn xương, xương hông nè. Đó, anh chị có dàn xương hông đinh bấm của em nó còn nguyên thủy nè, không có dấu hiệu là đâm pe bóp méo ở trên chiếc xe đâu, không có một tí gọi là va quẹt luôn. Cho nên cái xe đẹp bên Trường Anh lấy giá cũng tới nóc rồi, dành cho anh em nào biết chơi thôi. Em này 365 triệu nha cô chú anh chị, giá không rẻ đâu, 365 triệu dành cho bà con cô bác. Bà con cô bác mua chắc chắn rồi bên Trường Anh sẽ phải có lộc, phải có bớt cho anh em rồi nha. Tiền nào thì phải đó nha cô chú anh chị. Đẹp chưa? Anh chị coi phần gầm nè. Đó, phần gầm nè. Gầm mới tinh, không có một tí mục mọt ở dưới gầm nha bà con nha. Hàng đẹp lắm. Soluto 1.4 bản AT dành cho anh em đây. Lấy về mẫu này là chạy thôi, đi tốt trung bền với mẫu này. Chủ nhà đi cực kỳ ít, vỏ xe cua chưa hè. Bốn đất vỏ theo xe nha anh em nha. Cái này anh em có dàn gầm nè. Đó, dàn gầm của em Soluto nè, mới như thế này. Được chưa? Không một tí là một mọt ở dưới gầm nha. Đó, anh em quan tâm mẫu này thì alo cho Trường Anh ô tô. Giá kẻ thì Trường Anh đã báo công khai giá trên clip rồi, liền lẹt và cực kỳ là dễ thương luôn. Từ những mí nối nè anh chị coi nè, sơn này là sơn ngọc trai nha, sơn nguyên bản, sơn của hãng nha cô chú anh chị nha. Đây nè, từ những cái dấu hiệu đèn đóm của em nó nè, là coi như là sơn theo hãng hết, không có dấu hiệu là dặm tút trên chiếc xe đâu nha anh em nha. Đó, quan tâm mẫu này thì alo cho Trường Anh ô tô đời 2020 nha anh em. Trường Anh khép lại chương trình tại đây này nha. Em see you and goodbye.